Để chèn một cái hình vào, chúng ta vào tab insert, chọn chức năng picture, tìm cái bức hình chúng ta cần đưa về, ta bấm nút insert. Sau đó các bạn bấm phím Ctrl C để copy bức hình. Sau đó sang AutoCAD, các bạn bấm phím Ctrl V cho mình. Dán vào đây. Ok. Đây là cái bức hình ban đầu. Ở đây mình ví dụ nhé. Ví dụ cái trần nhà này từ chỗ mặt đất này lên đến cái file đến đỉnh này là 3 mét. Bạn vẽ cho mình một đường line. Nhập thông số cho mình là 3000. 3, 1, 2, 3, 4. Đây bức hình này là 3000 đây. Sau đó bạn vẽ cho mình một cái đường line. Bạn lấy điểm làm chuẩn là enter này. Kích hơn vào cái đáy của bức hình nhé. Vẽ sang. Tiếp theo bạn dùng lệnh CO để copy. CO. Kích chuột vào đây này. Đưa lên trên này. Enter. Để thoát lệnh. Sau đó bạn vẽ cho mình một đường line nữa. Thực ra đây không phải đường line nữa đâu. Rồi sau đó bạn dùng lệnh cho mình như sau. Bạn dùng lệnh AL. Nhưng ở đây chúng ta đã cài phím tắt rồi. Chúng ta bấm phím bật. Đúng là lệnh AL luôn. Bình thường chúng ta sẽ có lệnh AL như này. AL nhá. Align đây này. Mình sẽ dùng phím tắt. Mình cài rồi. Mình chọn đối tượng này. Bấm phím số 7. Enter. Bạn kích điểm đầu ở đây này. Kích vào đây. Kích điểm cuối. Ở đây. Và đưa sang đây. Sau đó bạn bấm phím Enter hoặc phím Text. Đây nó nổi lên một cái bảng. Nếu bạn đồng bấm Z ý, thì nó bức hình nó được scale và đưa về đúng tỷ lệ như này. Bấm Z cho mình trong trường này. Vậy thì bức hình này mình đang giả dụ nó là 3 mét thì đây nó chính xác là 3 mét rồi. Vậy thì bức hình này mình sẽ đầu lại như thế nào? Đây nó là một cái vách TV. Và bên này có cái kệ. Mình sẽ bỏ cái phần ở bên dưới này là phần có đèn, là phần màn kệ TV mình không nói, mình chỉ vẽ phần trắng này thôi, là phần kệ này thôi. Được chưa? Bây giờ mình sẽ đồ lại đối tượng này như sau. Mình đang đoán nhé. Đoán đây này, từ đây đây là nó khoảng 1.900. Được chưa? Vậy đây nó là 1 mét đây này. Và tiếp tục từ đây đến đây ấy, nó đo nó dùng chỗ này. Chỗ này nó khoảng 1.9 này. Được chưa? Bây giờ mình vẽ thử nhá. Bây giờ mình sẽ thực hiện để đồ lại một chi tiết này. Có thể bạn dùng lệnh hoặc là dùng lệnh mới, có tên lệnh, có tên là đường lệnh XL. XL là dành cho những người không delete, còn chúng ta delete rồi thì chúng ta sẽ bấm phím HH. Đây là lệnh giấm đường line. Còn nếu mà bình thường chúng ta không delete, chúng ta phải dùng XL Enter, sau đó H Enter cơ. Đến đây giờ mình dùng cắt rồi thì mình sẽ bỏ được nhiều bước, dùng lệnh HH Enter nhé. Mình kích vào đây một cái. Sau đó mình thực hiện lệnh copy cũng được, chọn đối tượng, bấm lệnh CO, kích chuột vào đây, đưa lên đây này. Đây bạn nhìn con số nó chạy theo ở theo con chuột của mình ấy, bạn nhìn nó đang là 1 mét đây này. Bạn nhập cho mình con số là 1 mét cũng được. 1, 2, 3, 4. Fix cố định là 3 mét rồi, thì đây bạn chỉ việc CO thôi. Kích điểm đây là bạn kích lên đây. Và chúng ta đã cố định là đường là 3 mét. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vẽ lên cái đường dọc này. Đấy, nếu bạn thực hiện lệnh X, L, Enter và V, Enter lệnh của nó đấy thì nó vẽ ra được một đường dọc này. Nhưng mà nếu mà bạn cài tắt rồi ấy, thì chúng ta chỉ bấm phím V, Enter thôi là chúng ta đã có một đường dọc này. Sau đó bạn chọn đối tượng, bạn dùng lệnh CO để mình dò. Cứ chuyển vào đây nhá. Dò. À đây này, bạn nhìn thấy thông số nó báo là 729. Trong trường hợp này mình lấy 700 thôi. Lấy thông số 700. Ừ. Đứng đối tượng thứ nhất. Đến đối tượng thứ hai bạn cũng như thế, thường ở đây nó là 700 hết. Nếu theo quy tắc thì thường nó là như vậy. Thử xem nhé. Đúng vậy, nó là 700 hết. Vậy thì trong trường hợp này mình sẽ đoán là mình sẽ vẽ 700 hết. Được. Tiếp tục bạn lấy cho mình cái đường dưới này nữa đi. Chọn đối tượng này, bấm lệnh CO tiếp. Và bạn dò. Ở đây lên đây nó là bao nhiêu? Đây là khoảng 1m đây này. Nhìn thấy không ạ? Bạn làm 1m luôn. CO Enter. Bạn nhập thông số cho mình 1100 Enter. Chưa? Vậy là chúng ta sẽ có 3 đường này. Có đường này nè, CO. Vẽ ra bên ngoài cũng được. Cái cực kỳ bài của chúng ta sẽ làm như sau. Đấy, chúng ta vẽ cho mình một cái rectang từ đây sang đây. Đối tượng trên. Tiếp tục cái rectang thứ hai. Từ đây xuống đây. Sau đó bạn copy nhé.
copy thêm một đường này nữa, CO. Rồi sau đó bạn vẽ cái rectangle cho mình. Ở đây chúng ta đếm 1, 2, 3, 4, 4 cái, copy ra 4 đối tượng, bấm SC chọn đối tượng này, CO tiếp. 1, 2, 3, 4. Sau đó bạn có cái đường dài đúng không? Đường dài thì bạn copy luôn đối tượng này, CO ra. Mình click sai rồi. Đối tượng này mình click sai, mình kéo xuống nhé. Di chuyển nó xuống. Rồi, xong được 4 đối tượng này rồi ấy, thì mình sẽ đến đối tượng này. Đối tượng này hình như có vẻ nó to hơn. Bạn vẽ cho mình một đường line, bạn án cũng được. Hoặc bạn dùng những dim, bạn đo cũng được. Mình sẽ giữ năng dim mình đo em nhé. Tiếp tục ở đây. Đây này. Nó khoảng độ 860. Lệnh O này là lệnh offset nhé. O enter. Bạn nhập thông số cho mình là 860. Enter. Click từ đây sang đây. Sau đó bạn copy đối tượng này sang là được. CO. Sau đó bạn xóa đối tượng này. Được chưa? Thế nên cái phần kệ này. Phần kệ này thì bạn thấy là 1 mét. Sẽ có hai cái ngăn kéo vào bên dưới thì đoạn này mình sẽ chia 3 đúng không? Đúng không? Chia 3. 1 mét thì nếu đây nó có một cái g 5 phân. Chưa, vậy thì mình stretch đối tượng này lại mình lại 5 phân cho mình đi nhé. 50. Hoặc là mình copy đối tượng này. CO này. Nhìn lại trong vách chỗ này nó có TV nhét vào xong nó là hết rồi đúng không? Cái khối này nó nổi ra. Ở bên dưới thì nó âm vào toàn bộ. Đó. Cầm đối tượng này để kéo xe lên đây là được này. Được chưa? Chọn đối tượng này xóa đi. Thực ra nó sẽ kết hợp với kệ TV và nó chạy liền đấy. Như này mình cũng CO ra. Sau đó mình cầm mình kéo cũng được. Đối tượng này. Cầm đây kéo sang đây nhé. Sang đây ấy, thì bạn gióng cái trên này xuống nhé. Dí vào đây một cái này, kéo xuống này. Cái chuẩn, chưa? À, chuẩn ở đó. Ở bên trên thì làm như thế nào? Bên trên này thực ra là bên trên này nó có cái G đấy. Chưa, hôm nay mình bỏ nhé. Đây chúng ta sẽ có cái đợt đầu tiên, cái đoạn này mình chia trước này. Cái đoạn 1 mét này thì sẽ chia 3. Đúng không? 1 mét này chia 3. Thì bạn vẽ cái đường này. Đường line nhé. Hôm trước mình học rồi. Chia điểm nó có lệnh số divide ấy, bạn bấm cho mình lệnh div đúng không? Đây bạn chọn lại, bạn bấm phím cho mình số 8 enter nhá. Select chia ở đây mình chia 3 enter. Sau đó mình vẽ sang, ở đây mình có rectangle đúng không? Hai cái rectangle mình vẽ rectangle cho mình lên. Enter rồi nữa. Hoặc không cần nhé. Chọn đối tượng này mình xóa đi, E nhé. Mình dùng lệnh stretch cũng được. Hết enter này. Click ở điểm này này. Đấy không đây. Chưa, vậy mình có được hai ngăn kéo. Đây ngăn kéo này có khe hở đúng không? Khe hở thì 25 thì tí mình làm khe hở này luôn. Làm khe hở thì mình vẽ một cái đích tăng 25, 25 mình làm được. 25. Tab 25. Enter. Mà enter nhé, chọn đứng tâm đối tượng này, đưa vào đây này, chúng ta cần điểm này, kéo xuống, điểm này bạn kéo lên, sau khi được rồi bạn chọn đối tượng này, bạn delete đi, thì mình có cái khe móc rồi, cắt khắp này, giống sang, rồi EC enter, 8, 6, 10, tab 36. Enter. Mở enter nhé. Đưa vào đây này. Bạn chọn một trong hai loại bằng mép. Bằng mép nào cũng được. Bằng mép trên, bằng mép dưới. Chỗ nào cho nó đẹp thì bạn chọn cho nó bằng. Chắc chọn bằng mép trên đẹp hơn. Cái đoạn bên dưới này bắt đầu bạn mới chia ra. Chia đôi. Đấy, mình thêm một lệnh nữa nhé. CO. Cứ đưa ra ngoài đi. Chọn đối tượng.
bạn thực hiện lệnh Enter, kích ở giữa này này. Sau đó bạn giữ đi phím Control bấm phím chuột phải, nhìn thấy trung điểm có hai lần kích, trung điểm của hai lần kích, kích ở đây, bạn lấy trung điểm ở đây, zoom lớn đi nhá, kích đây này, là trung điểm của điểm này, tự động nó nằm ở giữa. Tương tự như thế bạn cũng thực hiện lệnh CO, kích ở đây này, sau đó bạn bấm phím chuột phải, bạn lấy mid between, kích điểm đây và điểm đây thì nó tự động sẽ chia ở giữa. Còn ở đây chúng ta muốn có một cái hậu, mình làm một cái hậu thôi. Cái hậu thì đơn giản, cái hậu của nó sẽ bằng từ dưới này đi lên này, enter này. Bên dưới này nó còn có một cái đợt chia làm đôi, bên này là 18 thôi cho nó thanh mảnh, được chưa? Mình bỏ qua KTV nhé. Ở bên dưới này thì bạn cứ vẽ cho mình một cái rectangle, cái chiều dọc nhé. Mình hồi ngoài thì là 36, còn bên trong là 18 cho nó thanh mảnh. Mà không thì bạn làm 18 hết cũng được, cho bên làm 18 hết đi. Bạn vẽ cái rectangle cho mình. Rồi mình có thể mình áp dụng như sau, mình dùng lệnh đường giống và V Enter mình click đây một cái đã. Sau đó bạn dùng lệnh O Enter. Bạn muốn 18 thì click 18. Bạn muốn cái khối này nó rời hẳn ra cũng được, tận dụng cái hồi như này cũng được. Nếu mà muốn rời nó ra thì mình sẽ rời, mà bạn muốn liền thì bạn sẽ liền. Nên mình click cái sang này. Sau này nó còn có vướng cái kệ TV nữa cơ. Đây nó hở lên cách so với kệ TV, mình cứ lấy trung điểm ra đi. Đây là nó lên đây khoảng tầm 1 mét, thì đây nó khoảng 46 nhá. Bạn cho lên nó lên O cho mình một đường, các khác enter này. 1 mét thì mình lấy 6 phần, O enter. O 6 nhá, mình lấy O 6 là offset 600, O 6. Đó, mình lấy 6 phần, còn bên kia là mình đổ lại cái rectangle này thì mình vẽ lại nhé. Rồi AC. Rồi mình đổi cái nét này đi, nhìn cho nó dễ nhìn này. Được chưa, bạn vào mục layer này này. Kích về nét nội thất đi nhé. Sau đó bạn dùng VH để đưa nó về cái nét nội thất, kích vào đây. Chọn đối tượng này, mình lệnh CO để copy sang. Và bên dưới này nếu mà bạn muốn tận dụng cái hồi bên trên thì tận dụng, không thì mình sẽ vẽ hồi mới. Mình là O Enter này. 18 đúng không? Đó, sau đó bạn vẽ cái này, cái RAC vào đây. Xong cái lệnh này bạn copy đối tượng, bạn đưa lên. Ở đây là chỉ là chia đôi thôi. Lệnh chia đôi vừa em nói rồi. Chọn đối tượng này, CO này, kích vào giữa này. Sau đó bạn kích vào giữa đây cũng được. Đối tượng này đang dư, mình cầm cái kéo lên đây. Rồi đối tượng này đây đang chia mấy? Đối tượng này chia 3. Cái này chia đôi. Mình sẽ cái này chia đôi và cái này chia gần chia 3 nhé, thì nó đều đẹp hơn. Chỉ đôi thì mấy đối tượng này thì copy này. Copy chia đôi bạn kích vào đây. Sau đó bạn chọn đối tượng này, bạn kéo ngắn nó lại. Mình sẽ chia ba cho nó đẹp thì mình chia ra như sau. Hôm trước mình có nói rồi. Kích vào trọng tâm này. Và kích vào trọng tâm ở đây đúng không? Có cái đường này mình sẽ chia 3 bằng phím số 8 Enter. Click vào cái đường này này. Nhập 3 Enter. Sau đó bạn copy đường này. Click vào đây. Click vào đây và click vào đây.
Và nó chọn cái đường này xóa đi cũng được. Hai cái đường này là mình di chuyển là xong. Mà enter. Hôm nay bạn bấm chữ N luôn nhé, nó là định ra trước đấy. Select play bằng match trước hai đứa này. Sau khi xong ấy thì bên này bạn xóa cái này đi này. Xóa đối tượng này đi này. Bạn ấy kỹ là đây là người ta dùng đèn. Được chưa? Chỗ này nó sẽ có một tấm gỗ nữa. Bạn vẽ cho mình thêm một cái rectangle. Đây là mày vẽ mặt đứng của đối tượng. Ở đây nó sẽ có cái hậu nữa thì bạn vẽ cho mình thêm một rectangle ở đây nữa. Nó chạy từ trên này xuống dưới này, chỗ này được ký hiệu ngăn kéo. Ký hiệu ngăn kéo chúng ta dùng lệnh body line là vẽ được. Enter, đổi nét cho nó đúng không ạ? Không không và 01 đều được. Cái con số đây là 200 này. Sau khi xong là bấm lên copy xuống. Như vậy là mình đã vẽ xong cái vách này rồi.